Một phương pháp đơn giản nhưng lại có thể thu được tới 6.000 lít nước mỗi ngày, nó được gọi là lưới sương mù sa mạc. Bắt chước cách một loài bọ cánh cứng, dốc ngược chiếc đầu của mình xuống dưới để hứng nước từ sương mù và thành công sống sót tại khu vực khô cằn. Các nhà khoa học đã sử dụng những tấm lưới có mắt lưới nhỏ, đặt chúng tại các sườn núi cao. Một lượng sương mù dày đặc từ đại dương thổi vào sẽ bị các ngọn núi chặn lại, lúc này sẽ nhanh chóng tích tụ tại các mắt lưới, đến khi đủ nặng sẽ rơi xuống chiếc máng phía dưới. Ống dẫn sẽ đưa lượng nước thu được về những bể chứa, giải quyết nhu cầu nước uống và sinh hoạt cho người dân tại các quốc gia vùng rìa sa mạc. Thiên nhiên quả là kỳ thú và còn nhiều điều con người chúng ta cần phải học hỏi.